liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi, quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi cho ngành giáo dục và y tế thực hiện ra soát lại các nội dung sẵn sàng cho việc tiêm cho trẻ ở độ tuổi trên ngay khi có vaccine. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết hiện các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho trẻ em. Ngành y tế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức tiêm chủng ngay khi Bộ Y tế phân bổ vaccine cho thành phố. Theo thống kê, thành phố Cần Thơ có hơn 130.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi qua khảo sát lấy ý kiến từ ngành giáo dục, đa số phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.